Dự án Kỹ năng số cho thế kỷ 21 là một chương trình mới của Hội đồng Anh và được ngân hàng HSBC tài trợ với mục tiêu trang bị cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở những kiến thức về kỹ năng số, hiểu biết về tài chính và các kỹ năng cơ bản để giúp các em học sinh định hướng tương lai cho bản thân và khả năng thích nghi trong một thế giới hậu Covid-19 với công nghệ là trọng tâm. Dự án nhằm mục đích trang bị cho giáo viên kỹ năng số để hỗ trợ việc dạy học trên lớp, cung cấp cho học sinh các kỹ năng để lập kế hoạch, lên ngân sách và định hướng phát triển tương lai, hỗ trợ học sinh phát triển khả năng học tập trực tuyến, phát triển nguồn tài nguyên dạy và học vi điều khiển microbit để sẵn sàng trong thế kỷ 21. Trong năm thí điểm, dự án được triển khai tại 4 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hồng Kông, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hợp tác với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Vietnet, Vietnet ICT để triển khai dự án. Dự án phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ để triển khai hoạt động tại 5 trường trung học cơ sở thuộc tỉnh Phú Thọ và 5 trường trung học cơ sở thuộc tỉnh Bắc Ninh từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2021. Cùng nhìn lại một số con số ấn tượng mà dự án đã đạt được. Đào tạo chuyên sâu cho 5 giảng viên nguồn và được trao chứng nhận của Tổ chức Giáo dục Microbit. Tập huấn cho 50 giáo viên nguồn thuộc các môn học khác nhau. Tập huấn lan tỏa cho 1.247 học sinh. 10 câu lạc bộ lập trình mang thương hiệu Hội đồng Anh đã được thành lập với sự tham gia của 383 học sinh. 15 đội và 53 học sinh tham gia cuộc thi Hackathon trực tuyến. Trong tháng 3, các giảng viên nguồn của Vietnet ICT đã hoàn thành khóa tập huấn giảng viên nguồn về microbit và được chứng nhận để tập huấn cho giáo viên. Microbit là một máy tính nhỏ có thể lập trình được thiết kế để giúp việc học tập và giảng dạy thêm dễ dàng và thú vị. Trong tháng 4, các giảng viên nguồn đã triển khai các khóa tập huấn về microbit cho 50 giáo viên các bộ môn đến từ 10 trường trung học cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh và Phú Thọ. Khóa tập huấn kéo dài trong 2 ngày, được tổ chức trực tiếp, đã giúp cho các giảng viên nhanh chóng nắm bắt được kiến thức cơ bản về microbit và áp dụng các cách thức sáng tạo để truyền cảm hứng và giảng dạy cho học sinh. Ngoài ra, các giảng viên còn được giới thiệu và tập huấn về công cụ Microbit Classroom và mô hình câu lạc bộ lập trình Code Club, giúp cho giáo viên quản lý các lớp học lập trình trực tuyến một cách dễ dàng và lên kế hoạch thành lập các câu lạc bộ lập trình tại trường mình. Trong 2 tháng 5 và 6, giai đoạn nóng của đợt dịch Covid-19 thứ 3, các giáo viên đã nhanh chóng thích nghi và vận dụng chia nhỏ nội dung tập huấn theo tiết hoặc giảng dạy tập trung cả ngày với cả hình thức trực tuyến và trực tiếp linh hoạt, phù hợp với tình hình Covid tại địa phương nhưng vẫn đảm bảo tập huấn toàn bộ nội dung tới học sinh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, 1.247 học sinh đã có cơ hội thực hành lập trình kéo thả từ cơ bản đến nâng cao với các bộ kit microbit thực tế tại các buổi học trực tiếp và công cụ mô phỏng lập trình MakeCode tại các buổi học trực tuyến. Sau hoạt động tập huấn lan tỏa, 10 câu lạc bộ lập trình mang thương hiệu Hội đồng Anh đã được thành lập tại mỗi trường tham dự dự án và đang được duy trì hoạt động đều đặn với sự tham gia của 383 em học sinh tại các trường. Mỗi câu lạc bộ tại các trường có hình thức tổ chức và sinh hoạt khác nhau, như câu lạc bộ trường Trung học cơ sở Tiền An, thành phố Bắc Ninh, các em học sinh sinh hoạt câu lạc bộ đều đặn vào chủ nhật hàng tuần. Chính thời gian này, các em được tự do giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau dưới sự dẫn dắt của các thầy cô giáo. Tiến tới hoạt động cuối cùng của năm thí điểm của dự án, 15 đội thi đến từ 9 trường trung học cơ sở sẽ tham gia cuộc thi Hackathon trực tuyến để thể hiện cách thế giới có thể được cải thiện thông qua sự sáng tạo, tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo bằng cách sử dụng vi điều khiển microbit như một công cụ để ứng phó với những thách thức trong thế giới thực. Các đội thi sẽ sáng tạo và phát minh ra các ý tưởng giải quyết hai mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đó là sức khỏe và có cuộc sống tốt và hành động vì khí hậu.